Xin chào các mẹ đã trở lại với kênh Vlog Sữa Bột Tốt. Hôm nay thì sữa bột tốt sẽ review cho các mẹ về một siêu phẩm đã rất hot, nay còn hot hơn sau khi được cải tiến. Đó chính là sữa Vinlogon của công ty cổ phần Vilameco và hiện tại thì sản phẩm đang được cộng đồng các mẹ bỉm sữa cực kỳ quan tâm và chắc chắn đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những mẹ nào mà có con cần tăng cân này, cũng như là cải thiện hệ tiêu hóa kém đấy ạ. Và đây chính là sản phẩm sữa Vin Gold mẫu mới cải tiến. Đó, các mẹ có thể nhìn thấy là sản phẩm thì có màu sắc trông rất là tươi mới này và hiện đại hơn rất nhiều. À, kết hợp với lại cái gam viền vàng gold ấy, nó tạo lên một cái tổng thể nhìn rất là hài hòa và trông rất là sang trọng đúng không các mẹ? tuy nhiên thì đó chỉ là phần phía bên ngoài thôi à, và cái điều quan trọng nhất ý, đó chính là cái uh, cốt lõi ở bên trong nó có những cái dưỡng chất gì mà lại được các mẹ tin dùng đến như vậy đó thì uh, sau khi nghiên cứu và tìm hiểu ý, thì mình thấy là đấy đó là một cái sản phẩm uh, nó giúp uh, giải quyết được cái vấn đề đó chính là giúp cho trẻ tăng cân một cách khoa học và hiệu quả nhờ nuôi dưỡng toàn diện cả về hệ tiêu hóa và miễn dịch uh, chứ không chỉ uh, nhồi nhét thật là nhiều chất ý, như là nhiều mẹ vẫn hay nghĩ đâu ạ <laughs> Bởi vì công ty cổ phần Vinameco ấy là công ty của sữa Việt và các chuyên gia dinh dưỡng ấy, rất là thấu hiểu về cái nhu cầu đặc thù này cũng như là thể trạng của trẻ em Việt Nam. Do đó thì thấu hiểu luôn được cả tâm lý của các ba mẹ Việt nữa đấy ạ. Ok, không để các mẹ phải chờ lâu thêm nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi review chi tiết về đặc tính này cũng như là công dụng của sản phẩm để giúp cho mẹ có thêm được những cái thông tin và có thể là lựa chọn sử dụng cho bé yêu nhà mình nhé. Với kinh nghiệm review rất là nhiều các loại sữa công thức ấy, thì khi mà nhìn tổng quan về cái dòng sản phẩm sữa Vinacol ấy, có thể thấy là sản phẩm thì giúp cho trẻ tăng cân một cách rất khoa học nhờ vừa là cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất thiết yếu này nhưng cũng vừa giải quyết được cái vấn đề về tiêu hóa và miễn dịch và ngoài ra thì Vinacol ấy, nó cũng là một cái dòng sản phẩm giúp cho trẻ tăng chiều cao này, trí não và phát triển toàn diện các mẹ nhé Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào cái thành phần quan trọng nhất đó chính là chất sinh năng lượng đó thì trong sữa Vinacol ấy, như các mẹ có thể thấy là sản phẩm thì rất là giàu chất đạm này và chất béo MCT dễ hấp thu thì khi mà vào cơ thể nó sẽ giúp chuyển hóa này và hấp thu nhanh để từ đó nó sẽ giúp cho con là tăng cân một cách hiệu quả. Cùng với lại cái hàm lượng kẽm này và lysin thì nó sẽ kích thích cái vị giác của trẻ và giúp cho trẻ ăn ngon miệng hơn. À, qua đó thì chúng ta có thể thấy là Vinacol ấy nó cũng là một cái dòng sản phẩm mà phù hợp đối với những bé mà biếng ăn và kém hấp thu nữa đấy ạ. Tiếp theo là chúng ta thấy là trong sữa Vinagol ấy còn được nhà sản xuất bổ sung thêm một cái dưỡng chất rất là quý đấy, á. đó chính là 2,5 Đó, thì đây là một cái dưỡng chất được các nhà khoa học tìm thấy rất là nhiều ở trong sữa mẹ và HMO thì nó có cái vai trò, nó chính là thức ăn để nuôi dưỡng lợi khuẩn, tức là nó kích thích này và sản sinh ra các cái vi khuẩn có lợi để làm cân bằng hệ vi sinh đường ruột. À, qua đó thì nó sẽ à, tăng cường cái hấp thu dinh dưỡng và phòng ngừa được các cái bệnh về tiêu chảy. À, và ngoài ra thì sản phẩm còn được bổ sung thêm cái hệ chất sơ là phos và ilulin đó thì như các mẹ cũng đã biết rồi đây đều là ở dạng chất sơ hòa tan và nó sẽ giúp làm mềm phân cho bé này và ngăn chặn được những cái tình trạng như là đầy hơi khó tiêu hoặc là táo bón bởi vì ba mẹ chúng ta thường có cái tâm lý là rất là sợ con mình hay bị táo bón đúng không ạ thì sữa vinaphone nó cũng sẽ giải quyết được cả cái vấn đề này và một công dụng nữa đang được các mẹ rất quan tâm khi mà lựa chọn sữa cho con trong mùa dịch đó chính là làm sao để giúp cho con có được một cái sức đề kháng luôn khỏe mạnh đó thì trong sữa Vinacol ấy nó còn được bổ sung gấp 3 lần hàm lượng sữa lon con lót chung thì với cái hàm lượng kháng thể IgG rất là dồi dào này và nó có cái khả năng tác động trực tiếp đến hệ miễn dịch và giúp cho trẻ tăng cường sức đề kháng. Qua đó thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể non nớt của trẻ có thể chống chọi được những cái tác nhân có hại từ ngoài môi trường và ngăn chặn được các cái bệnh nhiễm khuẩn ấy từ đường hô hấp và đường tiêu hóa. Và cái dưỡng chất 2, FLHMO này cùng với lại vitamin A, C, E và silin đó thì đều góp một cái phần rất là quan trọng để giúp cho con là có được một cái hệ miễn dịch luôn khỏe mạnh thì mẹ sẽ không còn phải lo là con sẽ hay bị ốm vặt nữa ngoài các cái công dụng là giúp cho con tiêu hóa khỏe này tăng cân và đề kháng khỏe thì vinacol còn giúp cho bé phát triển toàn diện kể cả về thể chất lẫn trí tuệ và để phát triển chiều cao ấy, thì các mẹ có thể thấy là nhà sản xuất rất là chú trọng đến cái thành phần canxi cũng như là các dưỡng chất liên quan đấy ạ như là mk 7 này Vitamin D3 và magie trong đó đặc biệt nhất ý, là cái MK7 ở dạng vitamin K2 duy nhất và có cái nguồn gốc từ tự nhiên thì nó sẽ giúp vận chuyển canxi một cách hiệu quả và tăng cường collagen cho xương và đây chính là cái chìa khóa quan trọng ý, để giúp cho con phát triển chiều cao một cách tối ưu. À, thêm vào nữa là cùng với lại cái hàm lượng DHA này, Choline, Taurine rồi là Omega 3, 6 Thì ở đây đều là những cái dưỡng chất ý, nó rất là quan trọng để giúp cho trẻ phát triển về trí não Bởi vì như các mẹ cũng đã biết ý, trong vòng 3 năm đầu đời thì cái bộ não của trẻ phát triển mạnh nhất Và nếu như mà chúng ta không bổ sung cho bé đầy đủ những cái dinh dưỡng thiết yếu Thì chắc chắn là em bé của chúng ta sẽ không thể nào có thể phát triển toàn diện được đúng không ạ? Một em bé mà có cả chiều cao này, cân nặng, trí não và hệ miễn dịch tốt ấy, thì chắc chắn sẽ là một em bé khỏe mạnh và tất cả các ba mẹ chúng ta đều mong muốn con mình cũng được như vậy, đúng không ạ? À, sản phẩm thì có nguồn nguyên liệu nhập khẩu sữa bột từ New Zealand và hầu hết các cái sản phẩm có thương hiệu ấy, thì đều nhập khẩu nguyên liệu từ New Zealand nên nó rất là ok các mẹ nhé. À, công nghệ sản xuất hiện đại từ Nhật Bản nên cũng ok luôn và Vinlacol ấy thì sẽ được chia ra làm hai số là Vinlacon số 1 và Vinlacon số 2 à, thì sẽ dành cho bé từ dưới 24 tháng tuổi và trên 24 tháng tuổi. Ok, với tất cả những cái thông tin ở trên ấy, thì mình tin chắc rằng Vinacol nó sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn toàn xứng đáng mà các ba mẹ có thể dành tặng cho con yêu ngay từ những năm tháng đầu đời. À, ở video tiếp theo ấy, thì mình sẽ mở lắp hộp sữa Vinacol này ra Hướng dẫn cho các mẹ về cách pha, uống thử và chia sẻ cảm nhận Để giúp cho các mẹ có thêm thông tin và có thể lựa chọn cho con sử dụng sữa Vinacol này nhé à, Các mẹ nhớ đăng ký kênh bằng cách là ấn vào cái nút màu đỏ ở ngay cạnh quả chuông đấy ạ Để khi mà có cái video mới nhất thì các mẹ sẽ là những người đầu tiên được xem à, Và cảm ơn các mẹ đã theo dõi vlog ngày hôm nay Hẹn gặp lại các mẹ ở video pha sữa tiếp theo nhé Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các mẹ